Rồi hello, xin chào cả nhà đến với tập tiếp theo của series Cá Coi Xuyên Việt 2022 trên kênh Cá Coi Trần Đức Cường nha cả nhà. Ở đây rất là mát, cả nhà thấy không? Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và bây giờ mình đã ở tỉnh Bắc Giang, đoạn đường đi từ phía đông phía bắc á, qua bên này á, thì khá là gồ ghề và có đèo. Thì mình có ghép video ở trước cái đoạn đường đi á, toàn là những cái rừng phòng hộ cây tràm không cả nhà. Rất là mát, và nếu mà đi ban đêm thì chắc không đi được, tại vì có thể là rất là sợ. Nên bởi vậy trong cái chuyến này mình đi thì mình đi ban ngày thôi cho chắc. Khi nào mà cỡ 5-6 giờ chiều cái mình nghỉ để cẩn thận hơn trong cái chuyến đi, không sợ như ở dưới Nha Trang cả nhà. Và hôm nay mình sẽ ghé lại một cái anh khách hàng của bên mình, rồi quay cho cả nhà tham khảo một cái hồ cá coi, không biết nó như thế nào cả, nhưng mà chủ yếu là mình cứ đi quay vậy thôi, rồi có gì chia sẻ được thì chia sẻ, và mọi người xem có góp nhặt được gì thì góp nhặt, thì cảm thấy hay thì nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông ở ba nền tảng YouTube, Facebook và TikTok Cá Coi Trần Đức Cường. Do cái TikTok mình mới lập nên nó ít người theo dõi lắm cả nhà, nhớ đăng ký phụ mình với nha, để tạo cho mình cái động lực mình đi càng ngày càng nhiều hơn và quay cho cả nhà xem những cái hồ coi để cả nhà tham khảo ha. Rồi mời cả nhà theo chân mình đi vô nhà ảnh quay cái hồ cho cả nhà xem ha. Rồi cả nhà, đây là hệ thống hồ của ảnh làm rất là nhiều. Ở đây anh có bán cá, bên đó cái làng của anh luôn hả? Cái làng đó của anh luôn hả? Anh chơi cá rồi làng quá trời luôn cả nhà. Và cá đây là ảnh chủ yếu tập trung bán về cá Nhật. Hệ thống lọc thì mình thấy là đa số là dùng bơm lên ba khi rồi lọc xuống dưỡng cá cả nhà. Và ở đây thì nó có cái hệ thống lọc vài hồ ở đây thì có những cái ô này, những cái ô này là thông nhau hết vô đây luôn hả? Sao hay sao riêng hết anh? Riêng là mấy cái hồ kia là ở lọc bên sao hả? Đây anh mới bỏ muối nè, muối quá trời luôn. Đây cái nhà, một cái hồ để dưỡng cá để bán, anh làm xây ô nhỏ, còn cái hồ kia xả nước xuống chắc cá mới về để cho cá khỏi nhảy nha nè. Đây cái nhà thấy nước rất là trong ha, và anh đang dưỡng cá bán cá khoảng chừng 15-20 cm cả nhà. Oxy ở đây bên này có oxy nè, và dàn lọc của nó nằm ở đây. Thì hệ thống lọc thì nó cũng như nhau thôi cả nhà. Đây ở bên này ảnh bỏ riêng từng hồ, tại đa số là tùy theo lô, mỗi lô về khác nhau thì mình nghĩ là sẽ bỏ khác nhau. Ở bên này có em carasi rất là dạng ha, rất là to luôn. Em thấy mình tới cái em lội lên rồi nha. Hoặc là em sô qua cũng rất là đẹp ha. Bên này ảnh cá cũng còn cá nhỏ cũng nhiều, có hai con cá to. Và cái hệ thác ba kia thì ảnh xây ở ngoài ảnh xây trang trí, còn ở trong ảnh bỏ cái khay nhựa nha cả nhà. Ở trong thì ảnh bỏ khay nhựa và cái mặt nước ảnh hạ xuống. Lúc trước thì mình thấy ở đây ảnh có làm mấy cái thanh mà để chống cá nhảy ra nữa nè. Tại vì cả nhà biết không, khi mà cá mới hay về á là nó cứ hay nhảy ra rất là nhiều luôn. Nên mình phải chắn lại cho nó chắc. Lỡ cái gì nó nhảy ra thì nó bị rớt vô lại, chính là đỡ bị thất thoát cả nhà ha. Đây bên này quá trời luôn. Luồng cả nhà thấy luồng nó thổi không? Nó thổi muốn trôi mấy con cá luôn. Cái này làm lâu chưa anh? Năm ngoái luôn hả? Dạ. Vậy là cái lúc mà mình đi ra đây xong rồi về cái anh lấy đồ anh làm luôn. Đây là mình thấy có rất là nhiều em karashi nè, kohaku nè, showa, sanke, có một hai em cha goi nữa. Ở đây là Bắc Giang nha cả nhà. Cả nhà có cần cá Nhật thì
ủng hộ ảnh. Mấy em này chắc đang bệnh hay sao mà nằm dưới đáy hết rồi nè cả nhà, có thể là đang chữa bệnh. Ở phía bên này có, để mình coi thử đi lên đường học đi được. Đây dàn lọc cả nhà thấy quá trời không? À vậy không phải, vậy là cái dàn lọc này là nó ở cái hai cái hồ này, là mỗi hồ nó đều có dàn lọc riêng hết cả nhà. Mỗi hồ đều có dàn lọc riêng. Ở bên này cá chúc chúc rồi cả nhà thấy không? À, xe mít kìa, size này cỡ từ 5 tới 7 cm nha cả nhà. Toàn là cha goi thôi. Mấy em cha goi này thì mau lớn lắm. Ví dụ như mà sai mít này mình nuôi nuôi cha goi đồ, hoặc là mình thấy có cha goi nè, có kin basuba nè, có siro nè, có susui nè, có cọp đồ lưng, nói chung mà có nhiều dòng ha, quá trời dòng luôn. Đây ở bên này thì mình đi dạo vòng cái dàn lọc cho cả nhà xem. Ảnh xài là ô lắng nè, là kenet nè. Ở bên này thì thấy có cái nét này cả nhà, cái nét mà không bật. Rồi chủ yếu lên vàng ba ki. Bên này thì ô lắng xài hai cái UV luôn. Ồ, chổi nè. Rồi tới cái nét, rồi tới mấy bơm thôi. Nói chung nguyên cái hệ thống lọc của ảnh thì nói chung nó cũng như những cái hệ thống mà mình quay cho cả nhà xem ha. Ô1 là lắng, 2 là xi mắc, 3 là cái nét, rồi xong rồi tới ô bơm nha cả nhà. À, tại vì anh đang tiếp khách á, mình không có hỏi chuyện ảnh được nên cả nhà thông cảm ha. Quá là cá luôn. Mấy em cá nhỏ nhỏ đã quá ha. Tại vì ở trong trại thì mình không có rờ tay xuống nha cả nhà, mất công rủi ro cao nữa. Mình thì mình cũng kỹ nữa, tại cũng có nhiều anh kỹ hơn thì mất công mình làm vậy cũng kỳ. Có cái hồ này là mình thấy mấy em cá đã nhất nè cả nhà. Mình thích những cái hồ mà có cái nền nè, có cái nước á, cái mực nước nó cao cao lên như vậy nè. Còn ở nhà có thích hay không thì để lại bình luận cho mình biết với nha. Đây mình nghĩ là chắc cái sâu cám nè. Wow, quá trời luôn. Ví dụ như cả nhà có thích nuôi cá mà nhỏ lên á, thì mình nên mua cái size này nè. Cái size 15-20 cm này á, thì theo mình thì dễ nuôi nè, và nó cũng mau lớn nữa. Chứ còn mà nuôi cái size mít nhỏ từ 5-7 cm thì mình sợ thất thoát cũng cao, thì để các trại ở đây người ta nuôi đi rồi mình mua những cái size này về thì thấy nó hợp lý hơn cả nhà ha. Mình cái video này thì do nó là vô cái chỗ bắn cá nên mình không có gì để quay cho cả nhà hết, cũng không có chia sẻ được kinh nghiệm, tại vì anh đang bận nên cả nhà thông cảm. Rồi cái gì video lần sau để mình chạy vô trong cái nhà, vô cái video tập sau á, là cái nhà của anh đó thì chia sẻ được nhiều hơn cho cả nhà xem ha. Còn hiện tại thì video này thì mình quay sơ sơ mấy cái hồ kiểu cách vòng tròn đồ này nọ, rồi cả nhà tham khảo là về lọc và ba ki thì nó cũng giống nhau hết thôi. Rồi chủ yếu mình quay mấy em cá thôi ha. Rồi hẹn gặp cả nhà ở video tập sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video tập sau nha cả nhà. Tập sau thì hứa hẹn sẽ cả nhà là sẽ có một cái hồ cá coi và được nhiều sự chia sẻ hơn ha. Rồi bye bye.